Xin chào các em. Các em có thích chiếc túi hồi nãy không? Bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho em cách làm chiếc túi đó nha. Bây giờ đầu tiên thì mình cần có một cái mẫu. Đây là một cái mẫu mà chị đã tự vẽ ra. Và đây là cái mặt trước. Mặt trước của chiếc túi. Đây là mặt sau. Đây là đôi mắt của chú mèo. Và đây là cái mũi của chú mèo. Bây giờ các em muốn có cái này không? Ok, các em lên trên cái video clip thì của chị thì sẽ thấy là ở phía dưới của nó sẽ có một cái đường link để tải về. Sau đó thì các em ra ngoài tiệm photocopy đấy, hoặc là cái tiệm in, hoặc là nhờ bố mẹ đi công ty sẽ in về được cái mẫu như thế này. Ok, chúng ta còn cần thêm là hai tấm vải nỉ màu hồng. Cái này mình có thể mua được ở bất cứ tiệm sách nào các em nhé. Một tấm vải nỉ nhỏ thôi, nhỏ xíu xìu này, màu đen nhé. Cái này để chúng ta làm mắt mèo và chiếc mũi của con mèo nha. Một cái sợi ghi băng màu đen. Thế cái này thì khoảng tầm dài 1 mét thôi các em, 1 mét nha. Và tất nhiên là không thể thiếu là kim chỉ, một cái bút chì. À cha, cái này là cái bấm giấy đó, kéo. Và đây, cái này thì các em có thể là mua được ở các cái tiệm mà bán kim chỉ nút này nè. Mình sẽ gọi nó là một cái tấm băng dính màu trắng nhé, thì người ta sẽ hiểu và bán cho mình. Ok. Và một cái súng bắn keo này thì dùng để mình sẽ là bắn cho nó, mình sẽ làm cho cái túi nó chặt hơn đó các em. Mà các em không có súng bắn keo thì vẫn có thể làm được cái túi này, không sao cả, chị sẽ hướng dẫn. Rồi, ok, bây giờ bắt đầu chúng ta bắt tay vào làm nha. Chúng ta sẽ cắt cái mẫu này ra nhé các em. Wow, bây giờ mình đã có khuôn mặt của một chú mèo xinh xắn bằng giấy thôi không em? Bây giờ thì
mình sẽ dùng cái này để làm khuôn và sẽ vẽ vào trong tấm vải này. Mình sẽ vẽ vào trong vải nỉ các em nha. Mình sẽ có một cái mẫu như thế này ở trên vải nỉ, sau đó thì mình sẽ dùng kéo để cắt cái này ra các em nha. Ok, đây là mặt trước của chiếc túi và đây là mặt sau của chiếc túi. Nào. Và đây là đôi mắt mèo. Các em ạ, bây giờ mình dùng bút chì để vẽ lên trên màu đen thì không có thấy gì đâu. Chị đã thử rồi. Thì chị mới nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này các em ạ. Bấm giấy, bấm đôi mắt mèo bằng giấy vào trong là cái vải nỉ màu đen nhé, và cả chiếc mũi mèo xinh xắn này nữa. Rồi bây giờ chúng ta hãy cắt ra, có phải dễ dàng không nào? Chúng ta cắt tiếp cái bên này nhé. Chị không được khéo lắm các em ạ. Nên là chị cắt không được đẹp như các em đâu. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng sẽ có được một cái mắt mèo màu đen các em ạ. Bạn nào khéo thì sẽ có đôi mắt mèo đẹp hơn. Còn bạn nào không khéo lắm như chị thì cũng sẽ được một đôi mắt tương tự như vậy nha. Bây giờ chúng ta sẽ cắt chiếc mũi cho mèo nhé. Ok. Sau khi cắt xong, chúng ta sẽ có hình như thế này các em ạ. Và bây giờ thì mình sẽ dùng súng bắn keo các em nhé. Mình sẽ dán hình mắt mèo vào trong cái thân mặt trước của chiếc túi. Súng này các em cẩn thận, các em dùng cẩn thận nha. Tại vì keo mà dính vào trong tay của mình thì gỡ ra đau lắm các em ạ. Đây là chiếc mũi nha. Chiếc mũi này mình sẽ
Cái mũi này mình sẽ dán vào đây nè. Thế. Chúng ta sẽ có hình như thế này các em. 1, 2, 3 action. Sau khi dán xong chúng ta sẽ có hình như thế này các em nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khâu chiếc túi lại nhé. Bây giờ chúng ta hãy khâu chiếc túi lại các em nha. Khâu không được khéo lắm các em ạ. À, em nào khéo tay hơn chị thì sẽ khâu rất là đẹp nha.